Vậy là mình đã mang em nó ra rồi các bạn. Nhưng mà cái công việc của mình bây giờ ấy, ui nó ngửa ngửa, là phải là tiếp tục cho vào máy uống. Wow, mới sáng ngày ra thôi mà đánh dấu một cái bầu trời nó tuyệt vời luôn các bạn. Chắc là ngày hôm nay sẽ hứa hẹn là rất tốn nhiều mồ hôi đây. Ở đầu video cho Long Đen gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả các bạn nhé. Các bạn thấy đấy, ở miền Bắc quê mình thì hôm nay mùng 1 bắt đầu bước sang cái tháng 6, cái tháng mà nhà thơ Trần Đăng Khoa đã có viết bài là những trưa tháng 6 nước như ai nấu, chết cả cá cờ đấy các bạn. Thì các bạn biết là cái thời tiết nó khắc nghiệt như thế nào. Và ở cái video ngày hôm nay thì mình tin rằng là sẽ có nhiều tin vui gửi tới cho các bạn đây. Như ở video ngày hôm qua thì mình có hứa hẹn là chờ sang đến ngày hôm nay thì mình sẽ đón chào cái con vịt uyên ương. Thì không biết là nó lở hết chưa, thế nhưng mà vào đây thì thấy con gà nó đã bắt đầu lở rồi đấy các bạn này. Nó đã bung hết ra rồi. Đây, vỏ trứng gà đây. Còn bây giờ cái con vịt của mình ở đâu đây? Cốc 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 cốc. À quên. Chí 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 chí. Rồi. Sau bao nhiêu ngày ấp, 28 ngày ấp thì cũng gửi mẹ nó một lời cảm ơn nhỉ. Thực ra cái con đen này cũng không phải là con của nó đâu. À, đây là con gà này là gà chín cựa đấy các bạn. Mà cái con đen này là con đen hơ mông. Thì nó ấp 28 ngày nó quá lâu thì mình lại cho tiếp một quả trứng gà vào để cho nó hai quả cho nó đảo cho nó đều nhau ấy. Thì đến bây giờ thì gửi một lời cảm ơn thì mình xin phép là mình sẽ túm con vịt ra nhưng mà nó đâu mất rồi. Ấy ôi, đây rồi, đây rồi. Ôi mày mày đừng đạp nó như thế. Ôi da. Ôi, đây rồi các bạn này. Chưa khô lâu hẳn luôn các bạn ạ. Thế chứng tỏ như này thì chắc là đêm qua mới lở thôi. Để bây giờ mình mang vào trong máy úm ở trong kia để cùng với lại cái con anh em với nó các bạn nhé. Tuyệt vời, tuyệt cả là vời. Đấy, 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 đấy. Các bạn đã nghe cái tiếng kêu của nó chưa? Ôi, em ở trong này rồi à? Cho anh ghé nhờ một chút xíu. Năm ngoái các bạn là mình nhờ... Để cho anh vào đi. Nhờ gà của anh trai nhà mình ấp ấy. Thì là mình đi vào. Đi vào đến hôm đấy là vào để lấy vịt. Anh mình bảo, ôi, nó phi ra như là cái kiểu như hoang dã luôn các bạn ạ. Đây. Đấy, vào trong bụng úm rồi. Chưa khô hẳn luôn. Cái con này thì khô lông rồi nhưng mà nó vẫn giữ một cái bản năng các bạn, nhát lắm. Nhát ơi là nhát luôn ấy. Theo như người ấy, thì con đấy con trong góc kia là được gọi là anh ấy, em nhỉ. Làm anh mà nó lở trước thì được làm anh. Anh hay chị? Thì mình cứ gọi là nó là anh đi vì đứa nào nhìn thấy mặt trời trước là đứa đấy làm anh. Để mình cố gắng mình túm cho các bạn xem nó khác hoàn toàn so với cái vịt mình luôn các bạn. Vì là nhiều các bạn cũng bảo mình là đây như năm ngoái, tức là như năm ngoái nhiều các bạn chưa hiểu thì các bạn bảo đây là cái con vịt xiêm. Ông cứ lừa mọi người. Đây các bạn nhìn này, cái khoe mắt của nó có khác với lại khoe mắt vịt bình thường không? Nó khác nhau hoàn toàn, nó có một cái khoe đen ở ở cái rìa vành đấy các bạn. Đấy. Đấy là cái đặc điểm riêng của nó là như vậy. Cái khoe này năm nay thì nó vẫn là đen thôi. Nhưng nếu mà nó được thì nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu mà làm mái thì nó cũng rất chỉ là bình thường. Mình nghi con này là con trống các bạn. Bảo cái khoe này của nó rất chỉ là độc. Đây là theo cái kinh nghiệm mình là như vậy. Hí. Ngáo ngơ gì đấy. Thôi. Em cầm anh cái. Lại cho bạn đi trở về máy úm đi. Khéo nha. Hết sức nhẹ nhàng một tình. Thập tuống. Hết sức nhẹ nhàng một tình cảm thôi. À, công việc buổi sáng ngày ra ấy, thì là tất cả những con vật ấy thì là vợ chồng mình là kiểm tra máy ấp này xem có con nào lở không này, nếu lở thì cho sang máy úm này, thì rồi thì những con gà nào về mùa này nó kiểu có hay gió tây ấy, thì là mỗi một con gà sáng ngày ra là phải cho một viên thuốc đi ngoài, mặc dù ở trong cái nước úm có hết thành phần đó rồi nhưng mà vẫn cứ phải cẩn thận hơn đấy các bạn. Đấy là cái công việc buổi sáng ngày ra. Cái con khuyên kia nhá, mày mặt dày vừa thôi nhá, tao nói mặt mày biết tao đuổi mày lần này lần cuối nhá. Mày mà vào lần sau nữa ấy, thì là tao tuyên bố mày trước là tao không cho mày ra nữa, nhớ chưa? Đấy, mày cho cái con chim của tao nó đi rồi mà bây giờ nó chưa thèm cả về đấy. Mày đi ra ngay. Đi ra ngay. Khi mà lòng tốt của tao vẫn còn đang còn nhá. Đi ra. Đi ra. Nhanh lên. Mày ở ngoài tự nhiên mày đầy cái ăn mà sao mày chui đem gì? À bố lều. Thích gương không? Lần sau nữa là không có từ thiện ở đâu nhé. Không có lương thiện ở đâu đấy. Mày bắt nạt chim nhà tao rồi giờ mày đến ăn mồi chim của chim nhà tao. Giỏi nhá.
Thôi đó là đùa với nó một chút xíu là như vậy thôi các bạn. Chứ còn thì nó vào thì nó ăn thoải mái. Để mình chủ yếu là mình quay cho các bạn xem một chút là cái con chim của mình nó chưa có về. Và lại cái sự xuất hiện của nó lại tiếp tục làm cho cái khu vườn của mình nó lại inh ỏi lên rồi các bạn ơi. Nó lại chê con chim kia rồi. À không, tệ thật đấy. Thôi mình lùi ra để cho nó kiếm kiếm tí nhỉ, kệ nó chứ. Vẫn muốn tìm cái đường xuống đấy các bạn, vẫn tìm đường xuống đấy, đừng đùa đâu. Mình có một điều mình nghi ngờ, có khả năng chim sổng các bạn, bởi vì là nó cứ vào nó mổ nó ăn cả cám khuyên ấy, cái loại cám khuyên mà cám công nghiệp đấy các bạn. Thì mình nghĩ là chắc là chim nhà ai sổng thôi, nó lại chui vào đấy. Đấy, nó độc nhom thì cám thôi các bạn nhé. Đây này, nó lại chui vào tiếp này. Vào đi. Lại đi ra rồi. Nó độc nhom cám của con chim của mình thôi. Có khả năng 90% là chim chim sổng rồi các bạn, bởi vì là mình thấy tầm này chiều tối rồi mà con chim nó cứ xù lông các bạn. Chết rồi. Nếu như thế này mình đuổi nó đi thì nó lại, nhưng mình có biết đâu đúng không? Đây, đến tầm này mà thấy xù lông như này thì có khả năng là đói rồi. Đói rồi các bạn. Kìa, lành lành với kia rồi. Thôi được rồi, nếu mà như lần này kia mình đã treo một chiếc lồng mà đặt sẵn ở gần cái lồng con chim của mình đang nuôi ấy. Nếu như trong cái trường hợp mà nó vào thì lần này mình đóng cửa lồng lại và cho nó ăn uống một chút các bạn. Cái công việc mà mình có thể giúp đỡ được nó thì sẽ để một cái quả chuối đi lên trên này các bạn. Đúng rồi, chim xù hết lông thế này cơ mà. Mình sẽ để một cái quả chuối lên trên cái vị trí ở trên này. Sau đó thì sau tự nó có tới ăn thì hay không thì đó là cái quyền của nó các bạn nhé. Để mình cho vào cái cành này đi. Đây, mình đã treo cái quả chuối lên trên này rồi các bạn ạ. Công việc của mình thì thôi chỉ giúp đỡ được nó như vậy thôi. Còn thì mọi thứ thì đều phải do cái sự mình gọi là sinh tồn của nó vậy thôi, chứ làm thế nào được. Mình có biết đâu, cứ nghĩ rằng là nó về đây nó về nhé, đánh nhau với con này từ cái video ngày hôm qua ấy. Mình đã quay cho các bạn xem rồi. Hôm nay là vẫn quanh quẩn ở đây này. Mà cuối cùng làm cả con chim của mình nó không về nữa. Rồi rồi rồi, đúng theo kế hoạch rồi các bạn. Vào rồi, vào rồi. Rồi. Ngon rồi, ngon rồi. Đấy. Của ai sổng thì đến lấy về nhá. Đấy, các bạn thấy không? Cái con chim mà được nuôi, cái bản năng của nó sẽ không được mình gọi là thông minh như những con chim ở ngoài tự nhiên. Đấy, ăn được rồi, ngon lành cành đào không còn xù lông nữa rồi nhá. Mày cảm ơn tao đi. Người ta cho ăn như thế này không cảm ơn nhau nhỉ. Thôi, mình cũng trêu vui đùa với các bạn là một phút vui nhộn là như vậy thôi. Thấy những cái cảnh quay nó hay ho thì mình cố gắng là ghi đến một vài phút để gửi tới cho các bạn để các bạn giải trí. Bây giờ thì mình lại với công việc của mình đây. Sáo diều nó đang inh ỏi lên rồi. Rồi, bây giờ mới vào nhà nhân các bạn. Vì tại vì hôm qua cũng rất nhiều các bạn bảo là con chim khuyên đó là con chim khuyên của anh Nhân. Đây rồi, chú Nhân này. Chú có thả con chim khuyên nào không? Hôm kia chứ gì? Thế à? Thế thì có bắt lại không? Không bắt lại thì anh cũng tưởng chim của nhà ai cơ, anh cũng không bắt vào. Nó chui vào lòng 2-3 lần thì anh lại thả nó ra. Nhưng mà để lại đổi cái giá đắt quá chú ạ. Giờ chim của chú anh cũng chả bắt mà cuối cùng chim của anh giờ nó sống ra rồi. Thôi xong rồi. Thế cái giá này nó không có một cái hồi kết. À ừ, uống nước à? À nước vối à, ngon thế nhỉ? Cho thế anh xin cốc nhỉ? Anh đi cỗ. Chú đi cỗ. Nắng thế, nắng chú cho anh cái chỗ ngồi thẳng mặt thế này, ăn ở đây, cho ăn ở đây. Mời tất cả anh em uống nước nhá. Mời cả nhà mình uống nước nhá. Ui, đúng là nước vối ngon như nước vối. Thôi được, biết chim của chú là anh biết rồi. Thế thì anh chả bắt vào nữa. Bước qua tháo kia thả ra này. Ừ, ra là vậy đấy. Tại vì nhiều người cũng bảo là chim của anh Nhân thả. Thả ra đầu tiên cũng quay Chứ mà anh cứ phải vào hỏi chú cho nó chắc cú nhỉ. Rốt nó vào. Ôi, chó chú ngoan nhỉ. Lắng, biết được chui gặm trạn này.
nó còn lên lên ngồi như bác ấy. Ui thế à? Ừ. Nó ngồi giống như anh à? Thế nó có ngồi trên bên ghế chỗ ghế chú không? Không, bên này nó cao, bên này ghế này nó tốt. Tưởng nó ngồi giống như chú nữa thì chết. Vừa ở trong nhà nhân về các bạn ạ. Mình đi vào kiểm tra xem con vịt của mình nó khô lông chưa. Nhưng mà mình lại phát hiện ra một cái điều đặc biệt hơn. Đó chính là cái con khiếu con của mình nó cũng đã bắt đầu lở rồi. Để bây giờ mình à. Ôi, đi theo nhau làm gì đây? Ngon rồi, ngon rồi. Giờ hơi khó nhỉ. Một mình là hơi khó, để mình bây giờ mình bắt nó ra nhé. Đây, mình cho bạn xem này. Nó lăn nêu vào toàn ở trong này rồi đây này. Quái trời ơi. Đã mồm ra rồi. Rồi 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 rồi. Để mình túm nó ra nhé. Vậy là mình đã mang em nó ra rồi các bạn. Nhưng mà cái công việc của mình bây giờ ấy, ui nó ngựa ngựa, là phải là tiếp tục cho vào máy úm. Khi cho em nó vào máy úm thì hôm nay thì mình cũng tiện mang ra, mang hai chú chim chào hào của mình ra, để mình đeo cho chúng nó một chiếc vòng khuyên các bạn. Wow, chạy vào khỏi lắng. Ui trời ơi, ui trời ơi. Đi vào. Rồi, há mồm, cứ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Anh cho vào đây cùng với chào mào nhá. Hai con chào mào mình nó sợ quá. Rồi, sợ thì sợ, vẫn phải mang ra. Hôm nay phải đeo vòng chân cho nó thôi các bạn ạ. Chưa kịp cả mua dế các bạn ạ. Mình đã chuẩn bị mấy cái con sâu rồng đang để ở đây để tí nữa cho nó ăn. Và mình cũng khoe với các bạn cái những cái chiếc vòng của chim khuyên của mình. Chẳng nhớ là mình dùng bao nhiêu chiếc rồi. Giờ còn từng này, đặt 20 chiếc. Cái xời ơi, lần lượt các em nào được dùng hết. Đây là cái số 10, tức là cái số 8 vẫn còn, cái số 9 vẫn còn. Thế mới chỉ dùng đến cái số 7 thôi các bạn ạ. Mới dùng tới 7 con. Lâu ghê rồi không quay chào mà bạch cho các bạn xem này. Đấy, hôm nay mang các bạn đi ra ánh sáng. Mới đầu là sẽ nhát một chút xíu đấy. Để bây giờ thì mình lựa cho nó vào. Xinh gái lắm rồi. Nào, Hương phụ anh một tay này. Bây giờ phải lựa cái chân của nó các bạn. Số 9 để đi lên trên, không nhầm sang số 6 thì chết giả. Bơ ra đi bơ. Bơ ơi, bơ đi ra đi bơ. Hãy nếm mặt tao bây giờ. Bơ hỏng hớt quá. Ôi, khéo. Rồi anh cho vòng cho nhá. Anh cho vòng cho nó xịn nhá. Bơ. Bơ đi ra đi bơ. Lựa lựa khó khăn phết đấy. Bơ. Bơ bình quá bơ. Cứ quắp thế này khó phết đấy. Rồi. Chật thế nào anh ạ? Hơi chật một chút xíu nhỉ. Căn bản là mình lớn rồi. Chật. Chật chật chật. Rồi cứ đùn đi. Trời ơi. Ê. Rồi. Trời. Đã xịn xò luôn. Chiếc vòng số 9 nhá. Rồi. Sao cái đây lại nóng đấy? Con này bé hơn à? Con này bé hơn. Cứ thắc mắc là con này bé hơn mà. Trong hai con chim có một con to một con bé mà. Con to nhất thì là người trường vậy. Con to nhất thì trường mắt rồi. Ơi, lại tuột ra rồi. Ừ. Cái bọn con này nó cứ mình cứ cầm nó cứ ghê ghê các bạn. Kiểu cảm giác nó cứ mong manh ấy. Nó không dám nằm mạnh. Con kia phải xoay xoay mãi mới vào. Đẩy nữa lên. Đẩy cái vòng dính lên. Rồi. Xinh gái chưa? Xinh chưa, xinh chưa? Tất cả là anh làm cho như thế thôi đấy. Bây giờ mình khẩn trương cho vào máy úm thôi các bạn, chứ không mang ra ngoài được đâu. Bởi vì tầm này mình vẫn chưa tin tưởng được ở ngoài đâu. Mặc dù là nhiệt độ ở ngoài khá cao, nhưng mà ở trong máy úm thì nó sẽ ổn định hơn đấy các bạn. Tưởng mới đầu là đen cơ, hóa ra là chỉ có một chút xíu xíu ở trên lông nó một tí đen. Cái vai nó hơi đen đen kiểu nhạt nhạt một tí thôi. Như thế này là khá ổn rồi đấy các bạn. Để bây giờ mình vào cho nó ăn đây. Ở ngoài này nó không dám ăn đâu. Bây giờ mình mới bắt đầu cho cái chú chim khiếu lon của mình nó ăn được các bạn. Chưa kịp mua dế thành ra mình là ngất
cho lấy sâu rồng đây này. Sâu rồng này thì mình đã ngâm với nước rồi. Em ơi dậy em ơi. Chưa kịp cả ăn các bạn, tại vì mình mang ra ngoài để lấy cái ánh sáng. Thế nhưng mà ra ngoài thì nó kiểu như nó có một cái cảm giác nhiệt độ nó thay đổi một cái là bắt đầu nó không thèm há miệng luôn. Thôi bây giờ thì thôi, cứ có gì thì cứ sang ngày mai các bạn nhé. Chứ nhìn nó mong manh lắm. Bố mẹ mày bắt anh phải làm vú nuôi đây. Rồi bây giờ mình cũng cất vào cùng mày uống đi. Không mang ra ngoài này nhiều các bạn, mang ra ngoài này lâu cũng không ổn đâu. Tất nhiên ở ngoài tự nhiên thì nó cũng chẳng sao cả, bởi vì cái thời gian bố mẹ nó đi kiếm mồi về cho nó nữa cơ mà, cũng chẳng sao đâu. Cố lên, cố lên, cố lên. Định cho vào máy úm các bạn, thế nhưng mà lại phải kê lót lại cái tổ để cho nó kiểu như là nó khỏi bổ chỏng bổ trơ lên ấy. Chết trông bạn ấy bổ chỏng bổ trơ mà trớn quá. Khó phê đấy, lịnh khó phê đấy. Khó lịnh phê đấy. Thôi được rồi, được một lửa con sâu là cũng được rồi.